Ai bảo hắn tu tiên chương 112, bất ngữ đạo nhân bị cầm tù nguyên nhân. Vấn đạo tông bài trừ năm đại tiên môn thân phận, tại tu tiên giới cũng là là tiếng tâm lừng lẫy tồn tại, tựa như phụ mẫu khuyên bảo hài tử không nên cùng xấu hài tử chơi, trưởng bối nhóm thường xuyên khuyên bảo môn hạ đệ tử không muốn cùng với vấn đạo tông. Bất quá luôn có không tin tà đệ tử cùng vấn đạo tông pha trộn, làm cho người đau lòng nhức óc. Tỷ như Lan Đình cũng may tu tiên giới cao tầng biết rõ vấn đạo tông cũng không phải là không có thuốc nào cứu được, từ khi đời trước vấn đạo tông tông chủ biến mất, một đời mới vấn đạo tông tông chủ vân chi kế nhiệm, vấn đạo tông tập tục có rõ ràng cải thiện, chủ yếu biểu hiện tại vấn đạo tông không tai họa những người khác, chỉ tai họa người mình. Nếu như đem vấn đạo tông coi như bệnh viện tâm thần, kia vân chi chính là viện trưởng, ít có người bình thường. Vân chi tới cửa dù sao cũng so những người khác tới cửa mạnh một đạo cởi mở thanh âm từ phía trên sách tông địa hạ truyền đến, bất quá trong chớp mắt, liền có một đạo thân ảnh già nua xuất hiện tại Vân Chi trước mặt. Đạo diễn thượng nhân Vân Chi chấp tay Đạo diễn thượng nhân, thiên sách tông thái thượng trưởng lão, tu tiên giới lão ngoan đồng, không có mấy người sống so với hắn lớn, làm người điệu thấp, chưa hề hiển lộ qua chân thực tu vi. Đạo hữu đến đây, cần làm chuyện bên gì? Đạo diễn thượng nhân không dám lười biến Vân Chi, lấy đạo hữu xưng hô đối phương có quan hệ tiên nhân nghi vấn mời mời đạo diễn thượng nhân đem vân chi mời vào trong tông một gian mật thất vì đó châm trà không biết đạo hữu muốn hỏi liên quan tới tiên nhân phương diện kia vấn đề thượng nhân đối bất hủ tiên nhân sự tình biết rõ bao nhiêu đạo diễn thượng nhân lộ ra khó xử thần sắc cười khổ nói bất hủ tiên nhân đạo hữu ngược lại là hỏi cái tốt vấn đề Bất Hủ tiên nhân là thượng của năm vị tiên nhân bên trong thần bí nhất tồn tại, nếu không phải Bất Hủ giáo lời thề song sắc xưng phát hiện di tích, trong di tích có Bất Hủ tiên nhân ghi chép. Ta đều không biết rõ Bất Hủ tiên nhân tồn tại. Lại liền xem như có di tích, cũng chưa chắc là thật, ta đối Bất Hủ tiên nhân tồn tại cầm thái độ hoài nghi. Chỉ giáo cho. Hơn một vạn năm trước phát hiện di tích, đối với hiện tại người nói là di tích, là cổ lão, nhưng cổ lão chính là thật sao? Ta nghe nói di tích là đại càng thời đại sản phẩm, nhưng đại càng thời đại lại như thế nào, đã là kỷ nguyên mới, cự ly thượng của thời đại có mấy vạn năm lâu. Người hữu tâm hoàn toàn có thể tại đại càng thời đại tạo ra một cái nói gì không hiểu di tích, chờ qua cái mười mấy hai mươi vạn năm, có người ngẫu nhiên phát hiện, xem xét là di tích, liền qua một tiếng kêu đi ra, cảm thấy di tích trên ghi lại là thật. Như thật sự có một vị bất hủ tiên nhân, kia vì sao ngoại trừ cái này di tích, không còn gì khác chứng cứ có thể bằng chứng. Đào ra đại càng thời đại động thiên cũng không phải một ngụm hai cái, làm sao không thấy có liên quan tới Bất Hủ tiên nhân ghi chép. Vân Chi gật đầu, đạo diễn thượng nhân thuyết pháp cũng có mấy phần đạo lý, ngươi cũng biết rõ ta vừa mới tìm được Bất Hủ giáo tổng bộ, đáng tiếc bọn hắn chạy quá nhanh, không có bất kỳ ai bắt lấy, bất quá ta từ bọn hắn lưu lại trong tư liệu ngược lại là biết rõ một chút sự tình. Kỳ thật Vân Chi cũng không từ tổng bộ đạt được bất luận cái gì tình báo, ra ngoài an toàn cân nhắc, không muốn đem Lục Dương sự tình nói ra. Xin lắng tai nghe. Dựa theo Bất Hủ giáo thuyết pháp, Bất Hủ tiên nhân đạo quả đặc tính có thể xưng là bất diệt, chỉ cần có người đọc lên Bất Hủ tiên nhân danh hào cùng tiên danh, Bất Hủ tiên nhân liền có thể phục sinh. Đạo diễn thượng nhân con ngươi hơi co lại, rất là chấn kinh, loại này đặc tính nhưng rất khó lường, quả thực là muốn chết đều không chết được mỗi mai tiên nhân đạo quả đều có khác biệt đặc tính việc này quả thật không giả a à. đạo diễn thượng nhân cảm thán một phen lập tức nói ra bất quá cái này chung quy là bất hủ giáo nhất gia chi ngôn ta kiên trì quan điểm của ta đây là tại tạo tiên phương pháp cùng đại hạ vương triều quốc vận thành tiên cùng loại có phía sau màn hắc thủ tạo ra một cái không tồn tại tiên nhân lợi dụng bất hủ giáo tín ngưỡng nhật nguyệt tích lũy phía dưới bất hủ tiên nhân dần dần hiển hiện, hiện làm tín ngưỡng chi lực tích lũy tới trình độ nhất định, bất hủ tiên nhân liền sẽ từ không tới có. Trống rỗng xuất hiện. Vân Chi cũng không phản bác, lặng lặng nghe đạo diễn thượng nhân lý luận, bất hủ tiên nhân đã phục sinh, khẳng định không phải tạo tiên, nhưng tạo tiên lý luận là có thể lấy chỗ, cái khác ba cái ma giáo, nói không chừng chính là tại tạo tiên. Vân Chi cảm tạ đạo diễn thượng nhân, nhẹ lướt đi. Thiên sách tông tông chủ tìm tới đạo diễn thượng nhân, nghĩ đến vừa rồi nàng tiện tay xé rách trận pháp một màn lòng còn sợ hãi tổ sư vân chi rốt cuộc mạnh cỡ nào thành tiên đừng hỏi ta cái gì đều không biết rõ vân chi bái phỏng rất nhiều người đạo diễn thượng nhân là cuối cùng một người sự tình kết thúc liền trực tiếp quay về tông lúc này lục dương trở về thiên môn phong lại lần nữa tìm tới sư phụ như thế nào các sư huynh đều là nói như thế nào có phải hay không đều nói tại ta dẫn đầu dưới vấn đạo tông càng phát ra cường thịnh. Bất ngữ đạo nhân dương dương đắc ý, hắn đối vấn đạo tông phát triển làm ra không thể xóa nhòa cống hiến. Lục dương thần sắc phức tạp thấy sư phụ, xác thực, ngài cống hiến rất lớn, nhưng mọi người càng hy vọng để đại sư tỷ quản lý tông môn. Bất ngữ đạo nhân ủ rũ, nhìn đã lòng như cho nguội, quả nhiên là như vậy sao? Cũng được, vậy cái này vị trí tông chủ liền để nàng ngồi đi. Nhất đại người mới thay người cũ, cũng hợp tình hợp lý. Làm đồ đệ vì tranh quyền đoạt thế, cầm tù sư phụ, truyền đi cuối cùng không tốt, có hại chúng ta vấn đạo tông thanh danh. Người đem ta phóng xuất, ta cao chạy xa bay, không còn sách vị trí tông chủ sự tình, cũng không tiếp tục quay về vấn đạo tông, như thế nào? Bất ngữ đạo nhân thương lượng Lục dương do dự, cảm thấy bất ngữ đạo nhân nói có đạo lý, sư phụ cũng không giống là tranh quyền đoạt thế người, đang lúc hắn cân nhắc muốn hay không đem sư phụ thả ra sự tình trên không truyền đến một đạo thanh lãnh thanh âm sư phụ ngươi cứ như vậy muốn đi ra ngoài sao bất ngữ đạo nhân nghe được đạo thanh âm này thần sắc kịch biến lục dương ngẩng đầu ngạc nhiên nhìn thấy đại sư tỷ trở về đại sư tỷ vân chi nhàn nhạt từ một tiếng nhẹ nhàng rơi xuống không có nhiễm một hạt bụi sư phụ ngươi vì nghĩ ra được lừa gạt tiểu sư đệ vân chi nói không có một tia khói lửa tại bất ngữ đạo nhân nghe tới lại giống như là một tòa sắp phun trào núi lửa, phi thường khủng bố. Lừa gạt. Lục Dương trong lòng hơi động, chẳng lẽ sư phụ cùng mình nói đều là hoang ngôn. Khi chân tướng là cái gì? Lục Dương đại não cấp tốc vận chuyển, rất nhanh liền nghĩ đến một loại khả năng, mà lại khả năng cực lớn. Sư phụ tẩu hỏa nhập ma, đại sư tỷ quân pháp bất vị thân, đem sư phụ trấn áp ở đây, cân nhắc tốt xấu không thể truyền ra ngoài, không có đem sư phụ tẩu hỏa nhập ma sự tình cáo biệt trưởng lão nhóm sư phụ thừa dịp đại sư tỷ không tại cho mình truyền âm dùng hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt mình để lộ phù lục làm hại thế gian nguy hiểm thật nguy hiểm thật may mắn đại sư tỷ tới chỉ nghe đại sư tỷ tiếp tục nói ra ngươi xem một chút khác tiên môn tông chủ đều tại khắc khổ tu luyện ngươi nhìn nhìn lại ngươi cả nhật du tay thật nhàn ta an bài cho ngươi mỗi ngày công khóa tu luyện làm xong sao Cảnh giới đột phá sao? Cái gì đều không hoàn thành, còn muốn ra chơi. Bất ngữ đạo nhân ấp úng, một câu đều nói không nên lời. Lục Dương Ta hắn A vừa rồi tại suy nghĩ gì, vấn đạo tông làm sao có thể phát sinh loại kia cẩu huyết sự tình. Vậy, cũng không thể nói như vậy, tu tiên chú ý cái khổ nhàn kết hợp nha. Cái gọi là tỉnh cực tư động, tại một cái địa phương ngốc lâu, cũng nên ra ngoài đi một chút. Tiểu vân ngươi ngẫm lại xem, tu tiên không phải là vì trường sinh bất lão, tiêu giao tự tại. Nếu như cả ngày bế tử quan, ngồi xuống tu hành, khi tu tiên chẳng phải thành ngồi tù chịu tội, lẫn lộn đầu đuôi a. Bất ngữ đạo nhân ngữ trọng tâm trường nói, làm lâu dài xuất nhập thiên lao khách quen, hắn đang ngồi tù phương diện được hưởng những người khác không có quyền lên tiếng. Còn nữa nói, tu tiên cũng chia là hồng trần tu cùng tỵ thế tu hai loại không phải. Ta loại người này chính là điển hình hồng trần tu chỉ có trà trộn hồng trần, trò chơi nhân gian, cảm ngộ tiên đạo mới có thể đột phá. Lục Dương đối cái thuyết pháp này có chỗ nghe thấy, giống đại hạ vương triều vào triều làm quan tu sĩ, chính là hồng trần tu, giống năm đại tiên môn tu sĩ, liền thiên hướng về tỷ thế tu, bất quá có rất ít như là đại sư tỷ đồng dạng thuần túy tỷ thế tu. Mặc cho bất ngữ đạo nhân nói thiên hoa loạn trụy, Vân Chi cũng không vì mà thay đổi, liền mí mắt đều không ngẩn một cái. Sư phụ, Ngươi trước đây dạy ta thời điểm nói với ta, có áp lực mới có động lực, tu hành loại sự tình này muốn chịu khó, một ngày kế sách ở chỗ sáng trưa tối, một năm kế sách ở chỗ xuân hạ thu đông. Vân Chi cũng xác thực như bất ngữ đạo nhân dạy làm như vậy, từ sáng sớm đến tối tu hành, dị thường khắc khổ. Vân Chi vốn là vạn cổ hiếm thấy thiên tài, lại thêm khắc khổ tu hành, tu vi một ngày ngàn dặm, làm tổ chức tiên môn đại hội thời điểm, Vân Chi nhất kỵ tuyệt trần, đạt được khôi thủ. Dựa theo lệ cũ, tiên môn năm vị tông chủ biết chút bình khôi thủ không đủ, còn có tông chủ lo lắng khôi thủ sinh ra kiêu hành chi tâm, liền hạ tràng cùng khôi thủ chiến đấu. Sau đó năm vị tông chủ bị vân chi đánh hoa rơi nước chảy. Chờ đến lần tiếp theo tiên môn đại hội, tiên môn đệ tử trên lôi đài vất vả chiến đấu, vân chi ngồi tại tông chủ tịch lời bình, mà lại là chính giữa. Bất ngữ đạo nhân trong lòng tự nhủ ta đây không phải muốn cho ngươi chịu khó tu luyện, đem tu vi nâng lên, thay ta làm tông chủ, ta tốt chuồng đi chơi nha. Vân Chi đối với tu hành cũng không có cái gì mâu thuẫn chi tâm, vừa vặn tương phản, nàng rất hưởng thụ tu hành quá trình, tu hành thời điểm nàng cảm thấy thế giới trước nay chưa từng có yên tĩnh, chính mình phản phất cùng thế giới hòa làm một thể, có thể rõ ràng cảm nhận được chính mình đang không ngừng mạnh lên. Tu hành kết thúc về sau, đầu não thanh tĩnh, thần thanh khí sản, gì vui là không vì. Thôi được, đã ngươi nghĩ ra được, vậy ngươi liền ra. Vân Chi bình thản nói, giọng điệu có chỗ thư giãn. Bất ngữ đạo nhân vui mừng, không uổng công ta hao hết miệng lưỡi, tiểu vân rốt cục nguyện ý đem ta phóng xuất sao. Bằng chính ngươi bản sự. Vân Chi sau khi nói xong nửa câu, quay người rời đi. Bất ngữ đạo nhân há to miệng, sửng sốt không biết rõ nên nói cái gì, nếu là hắn có thể bằng bản sự ra ngoài, đã sớm đi ra. Lục dương ngươi. Bất ngữ đạo nhân muốn gọi ở lục dương cho mình cầu tình, Lục Dương lộ ra một cái sư phụ ngươi tự cầu nhiều phút biểu lộ, chạy chậm đuổi theo đại sư tỷ. Một bên là không gì làm không được, trấn áp vấn đạo tông đại sư tỷ, một bên là bị trấn áp sư phụ, đứng tại một bên nào vẫn là rất dễ dàng lựa chọn. Tiểu đồ nhi ngươi đừng đi, chỉ cần ngươi cùng bóc phù lục, ta truyền cho ngươi một kiếm hóa vạn kiếm, hơn vạn thanh kiếm nổi giữa không trung, sáng loáng mũi kiếm hướng xuống, chiến đấu trước đó khí thế trên liền có thể thắng ba phần có thể đánh bại đại sư tỷ sao? Lục Dương chạy trở về, làm kiếm tu, ai không muốn học một bản lĩnh xuất khí tuyệt trần kiếm pháp? Uy lực không trọng yếu, trọng yếu là đủ đẹp trai. Bất Ngữ đạo nhân lắc đầu, Lục Dương thấy thế lại muốn đi. Bất Ngữ đạo nhân tranh thủ thời gian nói ra, ta còn có thể truyền thụ cho ngươi kiếm đạo chân giải, có thể để ngươi đối kiếm đạo có khắc sâu hơn lý giải, kiếm đạo luyện tới đỉnh phong, nhưng nhất kiếm phá vạn pháp, không người dám nhận ngươi một kiếm cùng giai vô địch a à. có thể đánh bại đại sư tỷ sao bất ngữ đạo nhân lắc đầu lục dương thấy thế lại muốn đi bất ngữ đạo nhân lần nữa tranh thủ thời gian nói ra ta còn có thể truyền thụ cho ngươi tứ tuyệt kiếm trận kiếm trận vừa ra khí trùng đấu ngưu đoạn tuyệt sinh cơ vạn vật khô vinh quét ngang hết thảy địch có thể đánh bại đại sư tỷ sao bất ngữ đạo nhân nổi giận nghịch đồ ta nếu có thể đánh thắng được nàng còn có thể nhốt tại nơi này sao lục dương cảm thấy sư phụ nói có đạo lý cho nên hắn lựa chọn đứng tại đại sư tỷ bên này đại sư tỷ lần này ra ngoài nhiệm vụ ta còn phát hiện một vấn đề là cái gì ta phát hiện chúng ta năm đại tiên môn nổi tiếng quá thấp rất nhiều người đều không biết rõ chuyện của chúng ta gặp yêu tà sự tình chỉ có thể dựa vào quan phủ nếu như quan phủ mặc kệ cũng chỉ có thể làm chờ lấy không có một chút biện pháp đại hạ vương triều nhân thủ không đủ trở ngại mặt mũi không tiện hướng năm đại tiên môn xin giúp đỡ, quá trình này xui xẻo là bách tính. Đây là tại Tùng Sơn lúc Lục Dương phát hiện vấn đề, thợ săn già ma cọp vô mặc dù toàn bộ hành trình diễn kịch, nhưng hắn không biết rõ vấn đạo tông sự tình lại không phải diễn. Tại Diên Giang quận thời điểm Lục Dương cũng tùy ý nghe qua, phát hiện phàm nhân đối tầng trên sự tình biết đến phi thường có hạn, không biết rõ năm đại tiên môn sự tình. Vân Chi hơi kinh ngạc, nàng thật đúng là không có chú ý tới vấn đề này, hoặc là nói năm đại tiên môn người đều không có phát hiện qua vấn đề này. Nàng hàng năm đều tham gia tiên môn thủ lĩnh hội nghị, không thấy có người đề cập qua chuyện này. Còn thật sự là cái vấn đề, đem vấn đạo tông sự tình biên soạn thành sách, tại dân gian truyền bá. Lục Dương cùng hiến vật quý đồng dạng dân ra phương pháp của mình, viết sách cố nhiên là một loại cực tốt truyền bá phương thức, khả cư ta biết, dân gian biết chữ xuất không cao, không có bao nhiêu người mua được sách có lẽ đem vấn đạo tông sự tình tập kết bình thư cũng là phương pháp tốt bình thư vân chi đối một chuyến này biết rất ít bất ngữ đạo nhân là phương diện này chuyên gia dù sao cũng là có thể hướng tàng kinh các quyên tặng tướng thanh bách khoa toàn thư người đúng bình thư khi tiến vào vấn đạo tông trước đó ta đối tu tiên tri thức đều là từ thuyết thư tiên sinh nơi đó biết đến hiện tại trên thị trường bình thư nội dung cao thấp không đều trước sau mâu thuẫn cực lớn đối tu tiên ghi chép cũng là kiến thức nửa vời rất dễ dàng để cho người ta đối tu tiên sinh ra sai lầm nhận biết chúng ta đem vấn đạo tông sự tình biên soạn thành bình thư nhất định có thể rất được hoan nghênh lục dương nói đến kích động chỗ nắm chặt nắm đấm vấn đạo tông sự tình cũng không nhiều a lạ thường khả năng hấp dẫn người sao đại sư tỷ đối với cái này vẫn ôn nghi hoặc lục dương trong lòng tự nhủ nếu như chúng ta vấn đạo tông sự tình đều tính không lạ kỳ vậy cái này tu tiên giới nên không hợp thói thường tới trình độ nào. Đại sư tỷ ngươi một lòng tu tiên, đối một chút thường thức tính vấn đề biết rất ít, đại khái không biết rõ chúng ta vấn đạo tông tại ngoại giới phong bình. Lục Dương cảm thấy lấy đại sư tỷ tu vi, cái khác tiên môn người cũng sẽ không tự tìm không thoải mái, ngay trước mặt Vân Chi nói các ngươi vấn đạo tông đầu não có việc gì. Khẳng định không có vấn đề. Lục Dương lời thề son sắc nói kỳ vấn đạo tông có ai thích hợp biên bình thư đối ngoại tuyên truyền vân chi mày ngày hơi nhíu suy nghĩ vấn đề ta tiến cử hiền tài một người tất nhiên nhưng đảm nhiệm việc này ai sư phụ làm bất ngữ đạo nhân biết được chính mình có cơ hội được thả ra thời điểm hận không thể bái lục dương vi sư dọa đến lục dương vội vàng nói không được lục dương đem ý nghĩ của mình cùng bất ngữ đạo nhân nói chuyện bất ngữ đạo nhân cũng cảm thấy lục dương nói rất có lý Xác thực, chúng ta không để ý đến tuyên truyền tác dụng. Phạm nhân đối tu tiên, đối năm đại tiên môn, đối cái khác tông môn biết đến quá ít. Bất ngữ đạo nhân vuốt trâu suy tư, biên soạn cùng vấn đạo tông có liên quan bình thư, cái này thật đúng là cái việc cần kỹ thuật, người trước tạm cho ta suy tư một phen. Chúng ta vấn đạo tông 12 vạn năm lịch sử, có thể chia làm ba cái giai đoạn, tiên thiên đạo nhân sáng tạo bản tông, quy nguyên thiên tôn đem bản tông liệt vào năm đại tiên môn, cùng Trung Hưng chi tổ hãng Hải đạo quân, mỗi một cái giai đoạn đều có không ít có thể giảng cố sự. Chỉ là tiên thiên đạo nhân càng không hỏi đường cái này mở đầu liền có thể nói rất nhiều đồ vật. Lục Dương trong lòng tự nhủ không hổ là sư phụ, có thể đem tiên thiên đạo nhân lạc đường sự tình nói thành càng không hỏi đường như thế cao đại thượng, bằng vào chiêu này đã làm cho hắn học một hồi. Đương nhiên, cũng không có thể thiếu hiện tại sự tình, đây là trọng điểm. Tỷ Như nói bản tọa không thể nói là bị lão tam nhặt về, muốn đổi thành thiên sinh địa dưỡng, theo thời thế mà sinh người, lúc mới sinh ra tay cầm đoạn kiếm, trên chui kiếm viết dứt chữ. Khục, ta chính là chỉ đồ một chút, sẽ không thật nói như vậy. Bất ngữ đạo nhân nên tiếp đại sư tỷ lãnh nhược băng sương nhãn thần, trong nháy mắt thua trận, ta khẳng định chi tiết miêu tả, sẽ không trộn lẫn nửa điểm hư giả. Bất ngữ đạo nhân dùng giọng thương lượng nói ra, ngoan đồ như ngươi có thể hay không trước tiên đem vi sư phóng xuất liên quan tới vấn đạo tông trảm yêu trừ ma giúp đỡ chính đạo sự tình người tám vị sư bá mới là người trong cuộc vi sư vì biên bình thư khẳng định phải hỏi thăm bọn hắn kỹ càng quá trình dạng này mới có thể có phát huy không gian vân chi cảm thấy lúc này nói coi như có đạo lý liền chuẩn bị thả sư phụ ly khai sau đó vân chi trực tiếp ly khai bất ngữ đạo nhân gấp ở phía sau hô ngoan đồ nhi ngươi còn không có thả vi sư ra đây vân chi cũng không quay đầu lại nói ra Ngươi tại động phủ ngồi xuống ba ngày Bình chứng tự sẽ biến mất Lục Dương trong lòng tự nhủ tốt gia hỏa Hợp lấy sư phụ bị nhốt 10 năm Sửng sốt không có liên tục ba ngày ngồi xuống Khó trách đại sư tỷ không nguyện ý đem hắn phóng xuất Lục Dương chạy chậm đuổi theo đại sư tỷ Tha thiết nói ra Đại sư tỷ Ta muốn học một môn dùng miệng liền có thể thi triển pháp thuật Đây là vì sao Ta chiến đấu thời điểm phát hiện Chân có thể trốn tránh cùng tiến công, hai tay cầm kiếm cùng phóng ra ám khí, đều hữu dụng đạt được thời điểm, chỉ có miệng dùng không lên. Ngươi ngẫm lại xem, ta đang cùng địch nhân giằng co, vũ khí va chạm, ai cũng không làm gì được ai, ta dùng miệng đột nhiên thi triển pháp thuật, đánh cái xuất kỳ bất ý, cam đoan có thể thắng A. Vân Chi không thể lý giải Lục Dương nói tới, cùng địch nhân giằng co, nàng chiến đấu từ trước đến nay là nghiền ép, bất quá Lục Dương nguyện ý học, nàng cũng không lý tới từ ngăn đón. Ta có nhất pháp, tập được sau có thể miệng phun dậu kim chi khí, thổi tóc cũng đứt, cần kim linh căng thể chất, người kiếm linh căng miễn cưỡng dính dáng, chỉ bất quá cần mấy hơi tụ lực, tụ lực lúc không thể có động tác khác. Lục Dương lắc đầu, tính hạn chế quá lớn, có thể đánh lén, chính diện chiến đấu dùng đến thời điểm rất ít. Khi tam muội chân hỏa như thế nào, trong bụng tụ lực, thượng trung hạ chân hỏa phun một cái, không phải không có rễ chi thủy không thể diệt, chính là học tập độ khó quá lớn, nói không chừng muốn học tập mấy tháng, Ngươi trước đây chưa hề học qua ngũ hành pháp thuật, không biết ngươi ở phương diện này thiên phú như thế nào." Vân Chi đột nhiên không nói lời nào, nàng nhớ tới Lục Dương học môn thứ nhất ngũ hành pháp thuật chính là xúc địa. Lục Dương vui mừng, lại là đại danh đỉnh đỉnh Tam muội chân hỏa, có học tập cơ hội khẳng định là muốn học tập, nếu như học không được cũng coi như đoạn mất tưởng niệm. Ta muốn học Tam muội chân hỏa. Vân Chi gặp Lục Dương làm tốt lựa chọn, cũng không ngăn mang Lục Dương đến hắn ban đầu tu luyện địa phương. Ở chỗ này, Lục Dương sách vạc bắt đậu hũ, thành công dẫn khí nhập thể, phi thường có kỷ niệm ý nghĩa. Vân Chi dùng bình tĩnh ngữ khí giảng đạo, cái gọi là tam muội chân hỏa, chỉ là thần, tinh, phàm tam hỏa, phân loại cùng hà linh lưỡi bú có dị khúc đồng công chỗ. Tâm người quân lửa, cũng xưng thần hỏa vậy. Tên gọi trên dấu, thận người thần lửa, cũng xưng tinh hỏa vậy. Tên gọi bên trong dấu, bàn quan tức dưới trốn khí hải người dân lửa vậy tên gọi hạ dấu thi triển tam muội chân hỏa thời điểm phải chú ý tâm thận, bàn quan ba cái vị trí ta đã nói với ngươi muốn để thận thủy bảo trì thời khắc tràn đầy trạng thái nguyên nhân ngay tại ở đây cơ thể người có ngũ hành ngũ hành pháp thuộc phần lớn ký thác tại cơ thể người ngũ tạng cho nên thận thủy cực kỳ trọng yếu ta cùng ngươi biểu thị một phen ngươi hãy nhìn kỹ Vân Chi nhắm ngay một cây đại thụ, miệng thơm một trương, phun ra một đạo tam muội chân hỏa, hợp lại thô đại thụ trong khoảnh khắc hóa thành tro tàn, Lục Dương thậm chí đều chưa kịp phản ứng. Đây là Vân Chi tận khả năng đem uy lực hạ thấp kết quả, nếu nàng thi triển toàn lực, thiên môn phong có thể hay không lưu lại đều là hai chuyện. Học xong sao? Lục Dương chần chờ, đại sư tỷ dạy pháp luôn luôn thần bí khó lường, mấu chốt là nhìn mình ngộ tính, ta thử một chút hắn tự sáng tạo minh tâm kiến tính quyết có thể khám phá sự vật bản chất cũng có muốn học sẽ đại sư tỷ dạy pháp thuật nguyên do tại là thời điểm biểu hiện ra tự sáng tạo công pháp uy lực lục dương điều động thể nội pháp lực tập trung ở tâm thận, bàn quan ba khu bỗng nhiên phun một cái nước bọc phun ra xa ba trường tam muội chân hỏa lục dương không tin tà hô to một tiếng nước bọc lại phun ra xa ba trường phi phi lục dương không ngừng thi pháp nôn đến cuối cùng nhả miệng đắng lưỡi khô tam muội chân hỏa quả thật khó học vân chi gặp lục dương học vất vả đưa cho hắn một cái hồ lô lục dương uống một ngụm cảm thấy hết sức ngọt như là quỳnh tương ngọc lộ đây là cái gì nước rất ngọt nước chè lục dương chấm chấm nước chè có thể không ngọt sao lục dương lấy kiên nhẫn tinh thần lặp đi lặp ra lại nếm thử từ giữa trưa một mực luyện tập đến chạng vạn tối, rốt cục dần dần nắm giữ quyết khiếu. Lúc này nhất định có thể thành công, tam muội chân hỏa, nôn. Lục dương nổi lên lực khí, điều động toàn thân linh lực, lớn nhỏ chu thiên vận hành, bỗng nhiên phun một cái, hừng hực liệt hỏa từ trong miệng phun ra, thiêu đốt đại thụ, đại thụ phát ra lốc bốt tiếng vang. Thành công. Lục dương lộ ra tiếu dung, chính mình tại học tập pháp thuật phương diện quả nhiên có thiên phú, mấy tháng pháp thuật đến trưa liền học được. Một bên nhìn Vân Chi luôn cảm thấy ngọn lửa này không thích hợp, đi đến trước không để ý hỏa diễm nhiệt độ cao, cầm bốc lên một nắm, dùng đầu ngón tay nắng vuốt, lè lưỡi thêm một cái đầu ngón tay. Ngọt. Hỏa diễm vì sao lại có hương vị? Ngươi lại thi triển một lần. Lục Dương không rõ ràng cho lắm, lại lần nữa phun ra chân hỏa, Vân Chi lại nếm thử một miếng, mặn. Một lần nữa. Vân Chi lại nếm, cây. Vân Chi lập đi lập lại nếm thử, phát hiện Lục Dương Hỏa Diễm quy lực cực mạnh, nhưng hương vị rất đặc thù, không phải ngọt chính là mặn, hoặc là chính là cây. Lục Dương Hào hứng chạy tới, đại sư tỷ, ta học xong sao? Vân Chi một mặt quá dị nhìn xem Lục Dương, học xong, nhưng ngươi học được là tam vị chân hỏa. Tam vị nhi chân hỏa. Tam vị nhi chân hỏa. Lục Dương không nghĩ ra trong lòng tự nhủ đại sư tỷ liền, dấu cùng vị, hai chữ cũng chia không rõ sao, hai chữ chỉ là lớn lên giống, phát âm hoàn toàn khác biệt. Lập tức Lục Dương lại nghĩ tới đại sư tỷ văn hóa trình độ đại khái là so với mình cao hơn. Lục Dương cố giả bộ trấn định cười nói, ha ha ha, đại sư tỷ ngươi thật biết nói đùa, ngươi dạy chính là tam muội chân hỏa, ta sao có thể học được tam vị nhi chân hỏa. Không thể nào, không thể nào. Vân Chi không có giải thích, chào hỏi khôi lỗi để nó từ trong phòng bếp cầm một khối yêu thú thịt. Vân Chi không biết sử cái gì thủ đoạn, để yêu thú thịt ngưng lại trên không trung xoay tròn, dùng chân hỏa nướng. Lục dương miệng phun chân hỏa, đốt yêu thú thịt tư tư bốc lên dầu, rất nhanh mùi thơm liền ra, hương lục dương thẳng nuốt nước miếng. Lục dương chân hỏa mặc dù không bằng vân chi thi triển như vậy cường đại, nhưng hỏa lực cũng so phổ thông hỏa diễm muốn tràn đầy rất nhiều, không bao lâu công phu yêu thú thịt liền nướng xong. Chính ngươi nếm thử. Vân Chi nói. Lục Dương lấy chỉ làm kiếm, cắt đứt xuống đến một mảnh nhỏ để vào trong miệng, đơn giản có thể hương rụng răng. Khối này yêu thú thịt không có thả bất luận cái gì gia vị, lại cho Lục Dương một loại thả muối gia vị, bỏ đường sách tươi, thả quả ớt tăng hương cảm giác. Thật sự là tam vị nhi chân hỏa. Khẳng định là ở đó xảy ra vấn đề. Lục Dương nghiêm túc phân tích, hắn thế nhưng là dựa theo đại sư tỷ dạy phương pháp từng bước một tới, lại có đại sư tỷ bực này đại năng tự mình làm mẫu tuyệt không có khả năng phạm sai lầm để cho ta thử lại lần nữa ta nhất định có thể thành công vân chi gật gật đầu ngươi có phần này lòng tham tốt vậy hôm nay cơm tối liền giao cho ngươi cũng có thể củng cố ngươi hôm nay sở học dứt lời vân chi liền xoay người quay về động phủ ngồi xuống yên lặng chờ lục dương đồ ăn không phải đợi lát nữa ta không phải ý tứ này lục dương cảm thấy đại sư tỷ đối với mình quyết tâm có chỗ hiểu lầm thế nhưng lúc này đại sư tỷ đã đi xa chỉ để lại khôi lỗi cùng lục dương làm bạn lục dương thở dài chào hỏi khôi lỗi cùng đi phòng bếp lục dương là lần đầu tiên đến thiên môn phong phòng bếp dĩ vãng đều là khôi lỗi nấu cơm lục dương chưa hề chưa làm qua mỗi ngày luyện công luyện được tâm thần tiều tụy nào có tinh lực nấu cơm không hổ là đại sư tỷ chuyên môn phòng bếp sau kiếp trước sân vận động đều lớn hơn trực trở muôn màu nguyên liệu nấu ăn chỉnh tề trần liệt cao mấy mét yêu thú thi thể khắp nơi có thể thấy được yêu thú uy phong lẫm liệt có thể nghĩ khi còn sống là cỡ nào cường đại tồn tại chỉ tiếp những này yêu thú khi còn sống không có mắt tại trung ương đại lục tứ ngược bị đại sư tỷ gặp được một kích giết chết bọn chúng thậm chí đều chưa kịp phản ứng mình đã chết rồi lục dương có nhất định nấu cơm cơ sở nhưng này giới hạn tại phổ thông nguyên liệu nấu ăn bày ở trước mặt hắn nguyên liệu nấu ăn hắn không biết cái nào phải làm gì đại sư tỷ thích ăn cái gì giống như mỗi lần ăn cơm nàng đều là mỗi dạng cắt ăn một chút không gặp đặc biệt thích ăn chủ nhân nhất thích ăn đồ nướng thanh âm đột ngột truyền đến để lục dương giật mình lục dương quay đầu nhìn lại lại là khôi lỗi đang nói chuyện khôi lỗi chất gỗ cùng loại với nữ tính hình tượng chỉ là cũng không đối mặt tiến hành điêu khắc khôi lỗi đánh lục dương ngày đầu tiên tu luyện vẫn theo ở bên cạnh lục dương chưa hề đều không biết rõ khôi lỗi là biết nói chuyện ngươi nhìn ta làm gì khôi lỗi lại lần nữa nói chuyện để lục dương xác định đây không phải nghe nhầm ngươi biết nói chuyện làm sao trước đó không nghe ngươi nói qua ta tại sao muốn cùng đồ đần nói chuyện ngươi lục dương nghẹn lời nếu không phải hắn đánh không lại không phải đem cái này phá khôi lỗi hủy đi ngươi nói đại sư tỷ thích ăn đồ nướng làm sao ta chưa thấy qua nàng ăn lục dương hồ nghi nhìn xem khôi lỗi hắn biết rõ có một môn pháp thuật gọi khôi lỗi thuật biết rõ tinh thông khôi lỗi thuật gọi khôi lỗi sư nhất phẩm môn phái bên trong còn có toàn bộ từ khôi lỗi sư tạo thành ngã sư tông nhưng hắn không biết đến là khôi lỗi thuật cực hạn ở nơi nào sẽ có cao như vậy trí tuệ nên nói không hổ là đại sư tỷ khôi lỗi sao chủ nhân không có đem cái người yêu thích tiết lộ cho ngoại nhân thói quen Khôi lỗi đối lục dương vẫn là một bộ co nhẹ tới ngôn ngữ ngữ khí. Trông thấy bên tay phải quỳ ngưu không có, đem chân trâu chặt đi xuống, chủ nhân thích ăn cái này bộ vị. Tin ngươi một lần. Lục dương cảm thấy khôi lỗi không có lý do đùa nghịch chính mình. Hắn xuất ra thanh phong kiếm, đối quỳ ngưu đùi chính là một kiếm, quỳ ngưu bên ngoài thân sáng lên, trực tiếp đem lục dương bắn bay ra ngoài, lục dương thẳng tắp ngã vào bột mì đống bên trong, làm cho một thân bạch. Khụ, khụ, cái này trâu khi còn sống là cái gì đẳng cấp? Lục Dương dám cam đoan, đầu này trâu khi còn sống tu vi tuyệt đối cao không hợp thói thường, lấy về phần sau khi chết đều không cách nào tổn thương hắn mảy may. Khôi lỗi không đáp, một quyền đánh nát quyền ngư hộ thể kim quang, thử lại lần nữa. Chém. Lục Dương thi triển trảm tự quyết, mở ra một đạo bị thương ngoài da. Trảm tự quyết quy lực kém hơn phá tự quyết, chỗ tốt là diện tích che phủ rộng, nhưng nhiều lần sử dụng. Chém chém lục dương một hơi thi triển ba lần trảm tự quyết linh lực tiêu hao hầu như không còn khôi lỗi thời nghi cho ăn cho đại hoàng đan chém 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 đại hoàng đan cứ như vậy trải qua trảm 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 đại hoàng đan trảm 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 đại hoàng đan lặp đi lặp lại lặp lại rốt cục cắt bỏ làm một bữa cơm lượng vừa chuẩn bị kỹ càng nguyên liệu nấu ăn lục dương liền mệt thở hồng hộc ngã chổng vó nằm trên mặt đất khôi lỗi tiếp tục cho ăn đại hoàng đan. Lục Dương cảm thấy một màn này không hiểu quen thuộc. Nên nói không nói, đại hoàng đan xác thực có tác dụng, Lục Dương sau khi phục dụng khôi phục sinh long hoặc hổ bộ dáng, tiếp tục nấu cơn. Dùng kiếm khí xoắn nát gân thịt. Một bên khôi lỗi nói. Thanh phong kiếm mũi kiếm đâm vào quỳ ngưu thịt, phóng thích kiếm khí, Lục Dương cảm thấy kiếm khí giống như là đá chìm biển lớn, không nổi lên được nửa điểm bọc nước. Cố lên, cố lên ngươi là tuyệt nhất. Khôi lỗi cho Lục Dương góp phần trợ uy, chính là ngữ khí bình thản. Lục Dương hoàn toàn cảm giác không chịu được cổ vũ. Lục Dương cả giận nói, có thể hay không có tình cảm. Khôi lỗi biết nghe lời phải, Lục Dương, mặc dù ngươi tu vi rất thấp, học cái gì đều có thể học lệch ra, ngay cả ta đều đánh không lại, nhưng ngươi đã rất cố gắng, cố lên A. Lục Dương nổi gân xanh, không ngừng tăng lớn phóng thích kiếm khí công suất, kiếm khí rốt cục thành công tiến vào quỳ ngư thịt, một chút xíu chặt đứt cân thịt. Một bộ quá trình xuống tới, lục dương mệt hoàn toàn không có cùng khôi lỗi đưa khí tâm tình. Đến thịt nướng thời điểm, lục dương một bên mảnh rót đại hoàng đan, một bên dùng tam vị nhi chân hỏa nướng, thịt mùi thơm rất nhanh bay ra phòng bếp. Thơm quá, đây là mùi vị gì? Ba đại gia đi vào phòng bếp, tìm kiếm mùi thơm nơi phát ra, trông thấy lục dương tại đồ nướng. Ba đại gia, sao ngươi lại tới đây lục dương kinh ngạc ba đại gia cười ha hả xuất ra một bình lá trà ngộ đạo trà vừa xuống tới định cho vân chi đưa tới cái này không đã nghe gặp mùi thơm nhìn xem tại nướng cái gì nguyên lai like là nướng quỳ ngưu lấy ngươi tiểu tử tu vi phế đi không ít chuyện a à. lục dương ngượng ngùng cười hắc hắc nói đúng rồi trước đó ngươi nghe ngóng lão cửu sự tình ngươi có phải hay không biết rõ lão cửu ở đâu rồi lục dương cảm thấy sư phụ lập tức liền trị muốn xuất quan nói cho ba đại gia cũng không có gì liền đem sư phụ tại rừng cây tùng bế quan sự tình nói ra ba đại gia nghe nói nhãn tình sáng lên ác nhân tự có ác nhân trị a à, trời đánh lão cửu bị vân chi giam lại hắn buông xuống ngộ đạo trà liền đi ta có việc đi trước còn không mau đem chuyện sự tình này nói cho các sư đệ cùng một chỗ vây xem lão cửu lục dương đang dùng toàn lực nướng quỳ ngưu đây là một trận trí tuệ nghị lực cùng vận khí so đấu, dung không được nửa điểm qua loa, hắn tạm thời không có chú ý ba đại gia cười trên nỗi đau của người khác thần sắc. Nướng quỳ ngưu rốt cục đã nướng chín, tản ra mùi thơm quanh quẩn phòng bếp, ba ngày không dứt, tam vị nhi chân hỏa không hổ là lục dương một mình sáng tạo hỏa diễm, quả thật có thể lấy chỗ. Thế gian chân hỏa tổng cộng liền 108 loại, lục dương lấy chính mình thiên phú, cứ thế mà tăng lên một loại, bực này hỏa diễm tự nhiên là không phải tầm thường. Chỉ cần Lục Dương nghĩ, hắn có thể trực tiếp mở một nhà toàn đại lục mắt xích quán đồ nướng. Mở đồ nướng tông cũng có chút ít khả năng. Đây là bao nhiêu mang cốt đều cầu không đến cơ hội. Lục Dương đem nướng quỳ ngưu cất đặt trong mâm, bên cạnh còn đặt vào nướng khoai tây, nướng cà rốt, nướng thái hoa các loại làm tô điểm, chuẩn bị bưng trên bàn đồ ăn, khôi lỗi ngoài ý muốn nhìn xem Lục Dương, không nghĩ tới hắn nghĩ vẫn rất chu toàn. Lục Dương chính chuẩn bị ly khai phòng bếp thời điểm, chú ý tới quỳ ngưu trên thân thiếu một khối thịt lớn, lộ ra ung tùng bạch cốt. Lục Dương nhớ tới vừa hối đoái bạch cốt sinh nhục đan. Nếu như ta cho quỳ ngưu phục dụng bạch cốt sinh nhục đan hội thế nào? Sẽ không hội trưởng đi ra một miếng thịt. Lục Dương nghĩ đến, cái này nếu là thành công, chính là một đại thương cơ A. Lục Dương nói làm liền làm, đẩy ra quỳ ngưu miệng, ép buộc hắn phục dụng đan dược. Thần kỳ một màn xuất hiện, quỳ ngư thi thể miệng vết thương phát ra màu vàng kim nhàn nhạt quang mang nướng xong quỳ ngưu chậm rãi lơ lửng biến trở về thịt tươi trạng thái bay tới miệng vết thương kín kẻ. lục dương chấm chấm cái này khoa học sao ta thật vất vả nướng xong thịt ngươi lại biến trở về đi khôi lỗi đều không có đình chỉ tiếng cười vụn trộn bật cười lục dương không có biện pháp chỉ có thể lần nữa tới qua cũng may có lần thứ nhất kinh nghiệm lần thứ hai tốc độ mau hơn không ít, đồng thời Lục Dương còn phát hiện chính mình đối, trảm tự quyết, kiếm khí, tam vị nhi chân hỏa độ thuần thục cũng có chỗ tăng cường. Lục Dương tất cả đâm chiêu, chẳng lẽ đây chính là đại sư tỷ ý tứ, để cho mình đang nấu cơm ở bên trong lấy được trưởng thành. Là, tu sĩ bên trong có một loại trực tiếp gọi linh trù, không phải là thông qua nấu cơm tu luyện, chính mình cùng linh trù tu luyện có dị khúc đồng công chi diệu. Đại sư tỷ dụng tâm lương khổ A. Lục Dương Phi thường cảm động. Đại sư tỷ ngũ tâm hướng lên trời, tại trước bàn ăn tu luyện, các loại dị tượng ở chung quanh hiển hiện, đại tinh vẫn lạc, vạn vật khôi phục, lôi kiếp hóa hình. Phản phất thế gian tất cả dị tượng đều tập trung ở đây. Nàng chú ý tới Lục Dương đến, chậm rãi mở mắt, nhiều loại dị tượng trong nháy mắt lùi về thể nội, giống như là cái gì cũng không có xảy ra đồng dạng. Nướng quỳ ngưu. Vân Chi nhìn lướt qua Lục Dương tỉ mỉ chuẩn bị bữa tối, không nói thêm gì, ra hiệu Lục Dương cùng một chỗ ăn. Lục Dương thân thể thẳng tắp ngồi tại bàn ăn, khẩn trương các loại đại sư tỷ ăn trước. Vân Chi cắt đứt xuống đến một mảnh, miệng thơm hé mở, nhàn nhạt nhấm nháp, không tệ. Lục Dương lo lắng đề phòng tâm mới buông ra. Vân Chi mở ra không gian trữ vật, xuất ra một bình đang dược đưa cho Lục Dương, Lục Dương gặp thân bình có kiện vị tiêu thực đan chữ. Đây là đan đỉnh phong kinh điển đan dược, có thể xúc tiến ngươi đối đồ ăn tiêu hóa cùng hấp thu, nướng quỳ ngư bên trong ẩn chứa linh khí viễn siêu ngươi phạm vi chịu đựng, ngươi muốn ăn chậm một chút, lấy đan dược làm phụ trợ, chậm rãi hấp thu. Sự thật chứng minh, đan đỉnh phong tại vấn đạo tông sáng tạo mới bắt đầu liền đã thành lập, đến nay sừng sững không ngã, hắn luyện chế đan dược có thời điểm vẫn là phi thường có hiệu quả. Lục Dương ăn một mảnh nhỏ, nhẹ nhàng nhai mấy lần, quỳ ngư thịt liền cùng nhựa cây thể, trượt đến trong dạ dày, tràn đầy linh khí tại trong bụng dâng lên, bay thẳng đỉnh đầu, nướng quỳ ngưu cảm giác mệt mỏi cũng quét sạch sành xanh, cả người đều thông thấu. Lục dương nhãn tình sáng lên, lập tức tranh thủ thời gian phục dụng đang dược, ngồi xuống tu luyện, cảm thụ thể nội một đợt lại một đợt linh khí triều tịch. Có tư cách để Vân Chi xuất thủ đánh giết yêu thú, tu vi tự nhiên là cực cao. Vân Chi ưu nhã ăn đồ nướng, nhai kỹ nuốt chậm, nhấm nháp hương vị, hiện tại đã ít có có thể tăng lên nàng tu vi đồ vật, Bảy vị trưởng lão tề tụ thiên môn phong rừng cây tùng, ngoại trừ đại trưởng lão cùng vân chi, vấn đạo tông cao tầng đều đủ. Liền liền xuất quỷ nhập thần tông chủ đều tại. Ngươi nói lão cửu hảo hảo một người, nói thế nào xảy ra chuyện liền xảy ra chuyện. Nhân sinh vô thường, lại có ai có thể ngờ tới chuyện tương lai. Bảy vị trưởng lão mồm năm miệng mười thảo luận, đang tỉnh tỏa bất ngữ đạo nhân khí nghĩ rút kiếm quyết đấu. Không thể tức giận, không thể tức giận, ta muốn lặng lặng ngồi xuống ba ngày, trong thời gian này không thể thoát ly trạng thái nhập định. Bất ngữ đạo nhân lập đi lặp lại khuyên bảo mình không thể tức giận. Bảy vị trưởng lão cười trên nỗi đau của người khác, lão cửu cả ngày trêu đùa bọn hắn, hôm nay có cơ hội chế dẻo, tự nhiên muốn chạy đến chế dẻo, loại này cơ hội cả một đời cũng không có cơ hội. Muốn ta nói lão cửu vẫn là quá nhỏ bụng gà ruột, có một cái rất có thiên phú đồ đệ là chuyện tốt a à, làm sao lại khí tắc máu não rồi. Nói mò, cái này có thể gọi tắt máu não. Cái này rõ ràng là người thực vật. Bất ngữ đạo nhân rốt cuộc nhẫn không đi xuống, giận dữ hết, các ngươi đừng khinh người quá đáng. Đến cùng là ai tiết lộ chuyện của hắn? Tiểu Vân. Không đúng, ta đánh không lại nàng. Đó nhất định là Lục Dương. Lão cửu ngươi cũng có hôm nay. Ba đại gia cười trên nỗi đau của người khác cười nói. Ba đại gia tuổi trẻ thời điểm liền ưa thích hoa hoa thảo thảo, lúc ấy bất ngữ đạo nhân liền nói có một chủng thảo một tu hành pháp đem chính mình vùi vào trong đất lộ ra đầu dùng thân thể cảm ngộ đại địa linh khí tu vi liền có thể tăng trưởng ba đại gia đến nay cũng không nguyện ý hồi ức trước đây cái kia ngu xuẩn chính mình cả đời sỉ nhục này ăn ta một kiếm bất ngữ đạo nhân thi triển tứ tuyệt kiếm trận công hướng đám người bảy vị trưởng lão trong nháy mắt làm tốt phòng ngự tư thái động phủ cổng vào lôi đình chợt hiện ngăn trở kiếm trận công kích. Bảy vị trưởng lão nhẹ nhàng thở ra, Vân Chi phòng ngự vẫn là đáng tin cậy. Ha ha, lão cửu ngươi kiếm pháp bước lui a, à, kiếm chiêu liền động khẩu nho nhỏ đều ra không được, nếu là đổi thành ta, đã sớm ra. Ba đại gia không hề cố kỵ cười nói. Bất ngữ đạo nhân đang nghe chuyện trên TV audio CV cười lạnh một tiếng, các ngươi nếu là có bản sự, liền đem cửa hang oanh mở. A, à, chỉ là cửa hang, oanh mở có gì độ khó, Ba đại gia một trưởng oanh ra, thanh thế to lớn, đánh vào động phủ cổng vào, đồng dạng bị lôi đình đánh nát. Ngoài ý muốn, lại đến. Ba đại gia không tin tà, lại lần nữa nếm thử, công kích vẫn như cũ bị lôi đình hóa giải. Hắn cái tráng nhỏ xuống một giọt mồ hôi lạnh, ta đã tính toán ra trận nhãn vị trí, nhưng ta công phạt thủ đoạn có hạn, còn xin chư vị giúp ta một chút sức lực. Sáu vị trưởng lão vui vẻ đáp ứng. Bảy vị trưởng lão đồng thời phát lực, công kích ba đại gia nói tới trận nhãn vị trí một thời gian sấm sét vang dội toàn bộ rừng cây tùng tràn ngập hỗn độn cùng hào quang phi thường dọa người động phủ phong ấn phản phất bị chọc giận dâng lên một cổ hấp lực phản phất có thể hút vào thế gian hết thảy sự vật bảy vị trưởng lão thấy tình thế không ổn thi triển các loại thủ đoạn chạy trốn đều không địch lại hấp lực bị hút vào động phủ bảy vị trưởng lão chấm chấm bất ngữ đạo nhân rất là cảm động đây chính là chân thành tha thiết sư huynh đệ tình nghĩa sao có phúc cùng hưởng có nạn cùng chịu đang dùng cơm vân chi bỗng nhiên dừng lại một cái nàng phát giác được cho sư phụ lưu lại phong ấn bị xúc động vấn đạo tông người có các loại kỳ tư diệu tưởng vân chi lo lắng có người cưỡng ép phá vỡ phong ấn liền tại phong ấn trên thiết trí tốt nếu có người cưỡng ép phá vỡ phong ấn liền sẽ đem người này hút vào động phủ cùng một chỗ bị phong ấn sẽ không có loại người này a à? nàng tự lẩm bẩm, không chắc chắn lắm. Vân Chi luôn cảm thấy sẽ phát sinh chính mình lo lắng sự tình. Dù sao nơi này thế nhưng là vấn đạo tông, chuyện gì phát sinh đều không kỳ quái. Lục Dương tiến vào một loại rất trạng thái huyền diệu, hắn cảm giác chính mình mỗi một cái huyệt khiếu đều xung doanh linh khí, thể nội tuần hoàng chu thiên cùng ngoại giới linh khí hòa làm một thể, phun một cái khẽ hấp ở giữa, hoàn thành linh khí trao đổi. Hắn tâm trước nay chưa từng có yên tĩnh, dụng tâm luyện hóa quỳ ngưu mang tới chỗ tốt có thể rõ ràng cảm nhận được không ngừng mạnh lên thân thể nhìn xem thỏa đáng nhất vân chi nhìn thoáng qua ngay tại tu luyện lục dương cũng không quấy rầy hắn một mình một người tiến về rừng cây tùng để khôi lỗi là lục dương hộ pháp lúc này đêm đã khuya thiên môn phong chỉ có vân chi cùng lục dương hai người phá lệ yên tĩnh vân chi đi ở trong núi như tiên nhân hành tẩu đám mây sau đó Vân Chi liền thấy xảo xảo nháo nháo sư phụ cùng trưởng lão nhóm bị vây ở trong động phủ. Cách rất xa đều có thể nghe được thanh âm của bọn hắn. Vân Chi thở dài, nên phát sinh sự tình luôn luôn muốn phát sinh. Nàng đi vào động phủ, nghĩ đến muốn hay không đem bọn hắn phóng xuất. Động phủ bên trong, vấn đạo tông cao tầng tề tụ một đường. Ta liền biết rõ chư vị sư huynh sư tỷ là tâm địa thiện lương hạng người, không đành lòng nhìn ta một người ở đây, đặc địa tiến đến theo giúp ta. Bất ngữ đạo nhân rất là cảm kích, chỉ là dương lên khóe miệng làm sao cũng không che giấu được. Nhất là lão nhị, mặt ngoài là phá giải trận pháp, nhưng thật ra là nhìn ta tịch mịch, kéo lên tất cả mọi người cùng một chỗ theo giúp ta. Ba đại gia lập tức cảm nhận được sư đệ sư muội mang theo ác ý nhãn thần, áp lực to lớn. Hắn cố giả bộ trấn định nói ra, mọi người không cần khẩn trương, cái này chỉ là vân chi sư điệp một đạo phong ấn, cũng không phải là bản thân nàng đích thân đến, chỉ cần mọi người đồng tâm hiệp lực, nhất định có thể cộng độ nang quan, đánh vỡ phong ấn. Ngẫm lại đã từng vấn đạo tông cửu tử, ngẫm lại bây giờ thân cư cao vị chư vị, có cái gì khó khăn có thể chẳng lẽ chúng ta. Bọn hắn tại lúc tuổi còn trẻ sông sáo giang hồ, trảm yêu trừ ma, tại trung ương đại lục lưu lại uy danh hiển hách, vấn đạo tông cửu tử chính là lúc ấy mọi người đối hắn xưng hô. Nhỏ hẹp động phủ bên trong, vấn đạo tông cửu tử lại lần nữa đoàn kết lại. Lão cửu ngươi nói, rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể từ nơi này ly khai. Ba đại gia hung tợn nhìn chầm chầm bất ngữ đạo nhân, hắn là đến xem náo nhiệt, ngược lại trở thành náo nhiệt bản thân. Bất ngữ đạo nhân cười hắc hắc nói, mọi người tốt không dễ dàng tới bồi chính mình, sao có thể tùy tiện ly khai. Hắn nghiêm túc nói ra, nói ra cũng không sợ mọi người trò cười, tiểu vân tu vi sớm đã siêu việt ta, nàng thiết hạ đạo phong ấn này mục đích đúng là để cho ta cố gắng tu luyện, đột phá chính mình. Cho nên muốn đánh vỡ phong ấn, nhất định phải đột phá cực hạn, siêu việt bản thân. Đám người câu ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, siêu việt bản thân hợp ý dễ dàng, nếu thật là làm liền biết rõ có bao nhiêu khó khăn. Bất ngữ đạo nhân đã sớm nghĩ kỹ sự tình phát triển, đầu tiên là mọi người từng cái tiếng lên nếm thử đột phá phong ấn, sau khi bị đánh lui, tất nhiên nản lòng thoái chí, cái này chính thời điểm liền nói hắn có rõ ràng cảm ngộ, muốn đột phá, muốn ngồi xuống 3 ngày, ba ngày sau đó chính mình giả bộ khí thế tăng vọt. Thi triển một bộ rất hoa mỹ kiếm pháp, quanh kích cửa hang, đến lúc đó phong ấn vừa vặn giải trừ, các sư huynh sư tỷ liền sẽ chính sợ hải tháng phục ngộ tính. Kế hoạch hoàng mỹ Đã như vậy, vậy ta đây cái làm nhị sư huynh hợp lý nhân không cho, đi đầu nếm thử. Đại trưởng lão không tại, ba đại gia chính là bối phận lớn nhất, Hắn muốn lên làm gương mẫu tác dụng. Những người khác mong đợi nhìn xem ba đại gia, ba đại gia cảm thấy mình đại khái là không cách nào đột phá phong ấn, sẽ rất mất mặt, liền quay đầu nói ra, các ngươi lui ra phía sau, ta có độc môn tuyệt kỹ không tiện trước mặt người khác thi triển. Đám người ngoan ngoãn thối lui đến hang động chỗ sâu, nơi này không nhìn thấy cửa động tình huống. Thấy mọi người rút đi, ba đại gia hít sâu một cái tử, trong tay áo vũ ra mấy hạt hạt giống nương theo lấy ba đại gia thì thào chú ngữ hạt giống trong nháy mắt hóa thành tráng kiện dây leo quanh kích cửa hang dây leo có chút sáng lên lôi đình bắn ra kinh thiên động địa đây là trên đời hiếm thấy tử lôi dây leo tương truyền hắn tắm rửa lôi kiếp mà sinh xuất sinh liền dẫn có thiên địa ấn ký có lôi kiếp một phần uy năng một trận điên cuồng công kích về sau cửa hang không có chút nào biến hóa phong ấn hơi tơ không động từng Ba đại gia tại trong khói dày đặt nhìn thấy một đạo bóng hình xinh đẹp, nhíu mày. Khói đặc tán đi, hiển lộ ra vân chi thân ảnh. Ba đại gia kinh nghiệm cỡ nào phong phú, trong nháy mắt liền minh bạch phát sinh trước mắt cái gì. Trước mắt nhất định là chính mình tâm ma, lão cửu không phải đã nói sao, muốn giải khai phong ấn, nhất định phải đột phá bản thân, như thế nào đột phá bản thân, kia tất nhiên là đánh bại tâm ma. Ta vốn cho là mình đã nghĩ thoáng, cảm thấy một đời càng mạnh hơn một đời người trẻ tuổi so lão nhân cường đại là chuyện tốt, không nghĩ tới ta còn là không có buông xuống. Ba đại gia ý chí chiến đấu sụp sôi. Vừa nghĩ đến đây, ba đại gia không tiếp tục do dự, vận dụng toàn lực công kích Vân Chi. Vân Chi vốn định tiến đến nhìn xem trưởng lão nhóm đang làm gì, cân nhắc muốn hay không đem bọn hắn thả ra, ai ngờ nghĩ mới vừa đi tới cửa hang, liền gặp được ba đại gia dừng lại điên cùng công kích. Vân Chi bất đắc dĩ phản kích, duỗi ra thon dài ngọc thủ, trên cổ tay chuông nhỏ đinh đương rung động, một trưởng vỗ ra, đem ba đại gia đánh bay. Ba đại gia bay rất ra ngoài rất xa, bị Tam trưởng lão bọn người tiếp được. "Nhị sư huynh, ngươi làm sao?" Ba đại gia ho khan hai tiếng, ánh mắt bên trong mang theo một tia hoảng sợ, hắn run run rẩy rẩy đưa tay, chỉ vào cửa hang nói ra, "Xem chừng lão cửu không có lừa gạt chúng ta, Vân Chi sư điệt tạo hóa cái thế, thiết hạ một đạo tâm ma phong ấn, như nghĩ đột phá phong ấn." nhất định phải giải quyết tâm ma. Bất ngữ đạo nhân nói thầm trong lòng, tâm ma. Cái gì tâm ma? Tam trưởng lão không tin tà, tiến lên thử một lần, lần nữa gặp Vân Chi, hắn vốn là không am hiểu sử dụng đầu óc, tự nhiên là ba đại gia nói cái gì hắn liền tin cái gì. Vân Chi tại tiên môn đại hội đánh bại năm vị tông chủ thời điểm, một lần trở thành thế hệ trước tâm ma, cảm thấy mình này một ngàn năm tu cái gì thứ đồ gì, tam trưởng lão cũng không ngoại lệ tam trưởng lão cũng là nhìn thấy vân chi liền triển khai tư thế trực tiếp chiến đấu kết quả giống như nhị trưởng lão bị một trưởng đánh bay thật là lợi hại tâm ma tứ trưởng lão ngũ trưởng lão bác trưởng lão trưởng lão nhóm từng cái nếm thử đều bị vân chi đánh bại bất ngữ đạo nhân đầu óc mơ hồ đi tới cửa động nhìn thấy vân chi bừng tỉnh đại ngộ cái này không phải cái gì tâm ma cái này rõ ràng là tiểu vân tự mình canh giữ ở cửa ra vào tiểu vân bất ngữ đạo nhân thử kêu một tiếng. Vân chi mặt không thay đổi trả lời, ta là tâm ma. Dứt lời, không cho sư phụ phản ứng cơ hội, một trưởng đem hắn đánh bay, quay người ly khai động phủ. Đem mình làm làm tâm ma, đi lên liền công kích, còn muốn ra. Thành thành thật thật ngồi xuống ba ngày đi. Lục Dương chậm rãi mở mắt, cảm thấy thân thể có một dòng nước ấm, mình bây giờ cự ly đột phá chỉ có cách xa một bước. Lúc này Vân Chi đã tọa hồi nguyên vị, Lục Dương nhìn thấy Vân Chi ngồi tại đối diện, không biết rõ có phải là ảo giác hay không, luôn cảm thấy đại sư tỷ giống như có chút cao hứng. Đại sư tỷ là có cái gì cao hứng sự tình sao? Không có. Vân Chi hoàn toàn như trước đây dùng lạnh lùng ngữ khí đáp lại. Ngươi làm nội ứng nhiệm vụ, đái bất phàm nên cho ngươi một chút điểm cống hiến. Vân Chi sau bữa ăn hỏi. Đúng vậy, có không ít lục dương mừng thấp khởi hắn điểm cống hiến tại cùng giới trong đám người nhiều nhất ba ngày sau tông môn sẽ cử hành một trận phiên chợ đại đa số người đều sẽ tham gia người nếu là có hứng thú có thể đi dạo chơi nói không chừng có thể gặp được ngưỡng mộ trong lòng vật lục dương gật đầu hắn đã sớm nghe nói tông môn nội bộ vật phẩm trao đổi hội lấy phiên chợ hình thức tổ chức dĩ vãn vân chi vì để cho lục dương chuyên tâm tu hành không cho hắn tham gia loại này phiên chợ Bây giờ Lục Dương trúc cơ, tu hành có chút thành tựu, không cần tiếp qua nhiều nhúng tay. Vấn đạo tông cách mỗi 3 tháng đều sẽ tổ chức một trận phiên chợ, lấy vật đổi vật, lấy điểm cống hiến mua sắm, sống phóng túng, không chỗ không chứa. Vấn đạo tông đệ tử tiến về trời nam biển bắc chấp hành nhiệm vụ, kiểu gì cũng sẽ nhìn thấy một chút nơi đó đặc sản, gặp được các loại những thứ mới lạ, bọn hắn đạt được về sau, có lựa chọn chính mình dùng, có lựa chọn cầm tới phiên chợ đổi thành chính mình cần đồ vật. Còn có, sư phụ ngay tại an tâm ngồi xuống, ngươi gần nhất đừng đi sư phụ nơi đó. Vân Chi dặn dò. Lục Dương không rõ ràng cho lắm, hắn lúc đầu cũng không có tính toán đi xem sư phụ, dù sao ba ngày sau sư phụ khẳng định sẽ ra ngoài. Nhà. Bất kể nói thế nào, nghe đại sư tỷ khẳng định không sai. Ba ngày sau, phiên chợ đúng hạn cử hành, vấn đạo tông thiết hạ lôi đài, để nhóm đệ tử tùy ý đấu pháp lôi đài từ đặc thù chất liệu nham thạch chế tạo không thể phá vỡ ngoại bộ còn cần trận pháp bao khỏa bảo đảm chiến đấu dư ba sẽ không ảnh hưởng đến quan chiến người lúc này trên lôi đài chiến đấu là hai vị kim đan kỳ sư huynh hai người kim đan sung mãn không tì vết tự nhiên mà thành rõ ràng là ngoại giới mong mà không được thượng phẩm kim đan toái nguyệt trảm kim đan kỳ sư huynh hét lớn một tiếng đao bản rộng như nửa tháng lấy mang lực khu động chẻ dọc xuống tới nhìn lục dương khóe mắt trực nhảy. Như trước đây sở đà chủ có vị sư huynh này thực lực, kia bọn hắn sợ là lành ít dữ nhiều. Một vị khác kim đan kỳ sư huynh không cam lòng yếu thế, toàn thân phát ra kim sắc quang mang, tại bên ngoài thân bên ngoài độ một tầng màu vàng kim màng mỏng, Phật môn kim thân. Một vị khác sư huynh không biết từ chỗ nào học được Phật môn kim thân, lại đã tiểu thành, cứ thế mà chống được cái này một đao. Hai người thi triển đao pháp, pháp thuật xuất thần nhập hóa, hoán đổi tự nhiên, lục dương nhìn tập trung tinh thần, khó được có cơ hội nhìn thấy đỉnh cấp kim đan kỳ cường giả giao chiến kỳ thật lục dương gặp qua tầng thứ cao hơn chiến đấu, tu tiên đại năng đối chiến tiên nhân đáng tiếc là đại sư tỷ trưởng pháp quá lăng lệ, vừa mới thức tỉnh bất hủ tiên tử không hề có lực hoàng thủ, có thể xưng đơn phương chiến đấu, lục dương cái gì đều không có học được, bất hủ tiên tử không đáng tin cậy a, à. lục dương thở dài nếu là hắn có thể học được đại sư tỷ một chiêu nửa thức, đây còn không phải là cùng giai đi ngang. Không đúng, đại sư tỷ giống như vậy qua ta xúc địa thành thốn cùng tam muội chân hỏa. Tiểu tử, ta khuyên ngươi nói chuyện chú ý một chút. Cái gì gọi là ta dựa vào không ở? Nữ tử thanh âm từ lục dương trong lòng vang lên. Tiền bối, ngươi đã tỉnh. Lục dương kinh ngạc, bất hủ tiên tử ngủ mấy ngày, hiện tại rốt cục tỉnh ngủ. Cái này âm thanh tiền bối kêu coi như dễ chịu. Bất hủ tiên tử vẻ oải nói, Lục Dương cảm thấy nàng giống như là duỗi người. Ta cho ngươi biết, hiện tại ta kém xa toàn thịnh thời kỳ, còn cần chậm rãi khôi phục, cái kia gọi vân chi cũng chính là bây giờ có thể đánh qua ta, chờ ta khôi phục thực lực, ta để nàng một cái tay nàng đều không thắng được ta. Bất hủ tiên tử hung hãn nói, nàng hoàng đầu đậu tại thời kỳ thượng cổ liền quát tháo phong vân, há có thể đánh không lại một tên tiểu bối lục dương nghĩ nghĩ cảm thấy bất hủ tiên tử nói rất có lý ta sẽ như thực chuyển cáo đại sư tỷ đừng 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 có việc dễ thương lượng bất hủ tiên tử ngữ khí trong nháy mắt mềm xuống tới lục dương tiền bối ngươi đến cùng dựa vào không đáng tin chính theo lý thuyết thể nội có thượng của tiên nhân hồn phách hẳn là thần cản giết thần phật cản giết phật cơ duyên cuồn cuộn mà đến thăng cấp như uống nước cùng dai vô địch vượt cấp chém giết toàn diện không đáng kể nhưng bất hủ tiên tử biểu hiện ra bộ dáng luôn có loại không đáng tin cậy cảm giác còn không bằng ôm chặt đại sư tỷ đùi a à, ngươi cho rằng ta là ai ta thế nhưng là bất hủ tiên tử hoàng đậu đậu ta làm sao nhớ kỹ trước ngươi tự xưng bản tọa lục dương còn nhớ rõ trước đây không ai bị nổi bất hủ tiên tử bất hủ tiên tử trầm mặt một cái một lần nữa nói ra bản tọa chính là bất hủ tiên tử hoàng đậu đậu không được tự xưng bản tọa quá giới bất hủ tiên tử giải thích nói chủ yếu là ta nghe người khác nói tự xưng bản tọa sẽ có vẻ phi thường lợi hại lúc ấy vừa tỉnh lại đầu óc không rõ ràng liền muốn thử một chút cái dạng gì hiện tại cảm thấy quá không quen thuộc vẫn là tự xưng ta đi lục dương hiếu kỳ nghe ai nói độ kiếp kỳ tiên nhân đều có thật vất vả tu hành đến cảnh giới tối cao mọi người có thể không động thủ liền không động thủ nhưng không động thủ làm sao biết rõ ai mạnh ai yếu thế là liền có người mở cái đầu nói chuyện phách lối không được rất có thể dọa người sau đó mọi người cảm thấy loại thuyết pháp này phương thức không tệ há miệng ngậm miệng chính là bản tọa chính là ứng thiên mà sinh mổ nghịch bản tiên người trảm phàm nhân an giám nghịch tiên bản tọa thể nội ẩn chứa cường đại lực lượng chớ có bức bách bản tọa mở ra phong ấn loại hình ta ngẫm lại là ai mở đầu a à đúng là ứng thiên tiên lúc ấy cảm thấy bọn hắn phương thức nói chuyện thật có ý tứ liền đem bọn hắn đều nhớ kỹ, tập hợp thành một cái sách nhỏ, gọi tiên nhân trích lời, cũng không biết rõ quyển sách này hiện tại ném đến đi đâu rồi. lục dương chấm chấm, hắn cảm thấy mình tìm tới bất hủ tiên tử bị người phía sau đâm đao nguyên nhân. ta cho ngươi biểu hiện ra một phen tiên nhân bản sự, miễn cho ngươi cho rằng ta là hỗn đi lên. bất hủ tiên tử cho là mình có cần phải biểu hiện ra một chút chân thực lực lượng, để lục dương xem trọng chính mình một chút, đối với mình cung kính chút. Đến, đem thân thể quyền khống chế giao cho ta, để ngươi thể nghiệm một lần vượt cấp chiến đấu cảm giác. Nơi này là vấn đạo tông địa bàn, Lục Dương cũng không lo lắng bất hủ tiên tử thừa cơ đoạt xá, chủ động nhường ra quyền khống chế thân thể. Lúc này lôi đài trên không không một người, bất hủ tiên tử khống chế Lục Dương thân thể càng đến trên lôi đài, ông quyền nói, chư vị phụ lão hương thân, anh hùng hảo hán, nhưng có ta hôm nay tu hành có rõ ràng cảm ngộ, không biết vị kia kim đan sơ kỳ sư huynh sư tỷ đi lên thỉnh giáo một phen. Bất hủ tiên tử cho Lục Dương giải thích nói, thượng cổ thiên kiêu đều là như bây giờ, khiêu khích đám người, dựa vào một đôi nắm đấm đánh ra uy danh hiển hách, là tự thân vô địch đường đặt vững cơ sở, hôm nay ta cho ngươi làm mẫu một lần, ngươi học tốt được. Ta đến. Một vị đầu trọc sư huynh nhảy lên đài, toàn thân trên dưới tản ra công đức kim quang. Bất hủ tiên tử hít một hơi lãnh khí, cực phẩm kim đan, công đức gia thân là hán phụ thể vô lượng kim thân tiểu thành nàng cầm đầu đánh đổi đổi một cái vị kia đầu trọc sư huynh cũng không giận cười ha hả nhảy xuống đài một vị khác nho tu sư huynh nhảy lên đài nho tu sư huynh một thân trường bào màu xám cầm trong tay trúc sách mang theo ung dung không vội tiếu dung bất hủ tiên tử lại lần nữa cứng đờ trời sinh nho tu đại năng chúc phúc miệng ngậm thiên hiến cầm trong tay chí bảo này làm sao đánh đổi lại một cái. Bất hủ tiên tử cắn răng nói. Ta tới. Do tu sư huynh hạ tràng, thật thà béo sư huynh lên đài. Bất hủ tiên tử liếc mắt liền nhìn ra đến, béo sư huynh đang thành ngũ khí, là nhất thượng phẩm, khí vận gia thân, huyết mạch hộ thể, công pháp càng là đỉnh cấp, không có một chút xíu lỗ thủng. Bất hủ tiên tử lúc này mới phát hiện, ở đây kim đăng kỳ, nàng một cái đều đánh không lại. Bất hủ tiên tử nghĩ rất tốt, Lục Dương từ đại sư tỷ tự mình vung trồng, hắn bản thân tố chất đặt ở thời kỳ thượng cổ đã là tuyệt vô cận hữu thiên kiêu, vượt cấp chiến đấu cũng không phải là việc khó, nàng vừa vặn nhờ vào đó cơ hội trên lôi đài đại xuất danh tiếng. Nàng phát hiện Lục Dương quả thật có thể tại thời kỳ thượng cổ vượt cấp chiến đấu, nhưng cái này không có nghĩa là hắn có thể tại vấn đạo tông vượt cấp chiến đấu. Bất hủ tiên tử không biết đến là, vấn đạo tông làm năm đại tiên môn một trong, so với tinh diệu tuyệt luân thuật pháp, không ai bằng não động mới là chiêu bài của bọn họ. Vấn đạo tông sừng sững không ngã dài đến 12 vạn năm lâu, dựa vào là không chỉ là vận khí, càng nhiều vẫn là thực lực. Đến vấn đạo tông cửu tử thời kỳ, báo. Cửu tử đều có thủ đoạn, đem vấn đạo tông thực lực cứ thế mà cất cao một phần. Tỷ như trưởng quản đang đỉnh phong thất trưởng lão, hắn lúc tuổi còn trẻ 100 lần trúc cơ kinh nghiệm, vì về sau vấn đạo tông đệ tử trúc cơ đánh xuống nền móng vững chắc. Lục Dương cũng ít lợi tại đây. Thất trưởng lão tại trúc cơ kỳ đại viên mãn thời điểm nói ra một cái thuyết pháp, nói thế gian cũng không quy định một người chỉ có thể có một hạt kim đan, song kim đan, ba kim đan có gì không thể. Hắn bắt đầu thôi diễn song kim đan, ba kim đan dáng vẻ, song kim đan còn dễ nói, hai hạt kim đan lẫn nhau dẫn dắt, xoay tròn, còn có quy luật mà theo, chờ đến ba kim đan, thất trưởng lão bắt đầu phí sức, ba kim đan xoay tròn quỷ tích đơn giản như là hỗn độn sương mù, không có quy luật mà theo thất trưởng lão lấy kiên nhẫn tinh thần liệt ra thập bát giai thiên nguyên thức mượn dùng sư phụ thần thức tính toán ra kết quả giải quyết vấn đề nhưng ba kim đang xoay tròn cần lượng tính toán quá lớn không phải kim đăng kỳ có thể tiếp nhận ba kim đang nói chuyện cũng liền vô tật mà chấm dứt dù chưa thành công nhưng ở giải đề quá trình bên trong sáng tạo ra mới phép tính đối thất trưởng lão trợ giúp quá lớn trải qua hỏi đến đạo tông lịch đại nghiên cứu Đối phương pháp kết đan đã có cực kỳ khắc sâu nghiên cứu, giai đoạn trước đánh tốt cơ sở, dựa theo quá trình, kết thượng phẩm kim đan cũng không phải là việc khó. Vấn đạo tông tùy tiện sách ra một tên đệ tử, phóng tới ngoại giới chính là Thiên Kiêu, không dám nói cùng giai vô địch, nhưng đánh bại chính thành chính cùng giai vẫn là không có vấn đề. Tinh thần không gian bên trong, Lục Dương yên lặng nhìn xem Bất Hủ tiên tử. Đạo lý ta đều hiểu, nhưng vì cái gì vô dụng là Bất Hủ tiên tử, mất mặt là ta. Bất Hủ tiên tử chưa xuất sư đã chết, đem thân thể trả lại cho ta. Lục Dương có chút hối hận để Bất Hủ tiên tử khống chế thân thể của mình. Bất Hủ tiên tử giáo dục Lục Dương cái này hậu bối, "Hậu sinh, tu tiên không chỉ là chém chém giết giết, chẳng lẽ cường đại có thể đại biểu hết thảy sao? Dĩ nhiên không phải, tu tiên mang ý nghĩa kiến thức, khảo nghiệm nhãn lực, các ngươi vấn đạo tông cái này phiên chợ bên trong có không ít đồ tốt." Nhìn ta biểu diễn cho ngươi một phen như thế nào thượng cổ tiên nhân nhãn lực, Lục Dương lựa chọn tin tưởng nàng nửa một lần. Nhìn một chút A, à, từ di tích động thiên bên trong lấy được lưu ly thanh hoa bình, hiếm thấy pháp bảo A. À. Ngoại Long Ngọc Chẩm, để ngươi tại mộng cảnh tu luyện Ngoại Long Ngọc Chẩm, Nam Bộ đặc sản, tuyệt đối đồ tốt. Tiểu Hoàng Đan, 10 cái điểm cống hiến một hạt, mua 3 tặng một. Nhiều mua nhiều tặng, mua đủ 100 hạt trực tiếp đưa đan phương. Cho thuê bản thân, cho thuê bản thân, kim đan kỳ tu sĩ, nhưng cùng đi ra ngoài làm nhiệm vụ, có thể chịu được cực khổ, chịu làm sống, 120 điểm cống hiến một ngày. Vấn đạo tông phiên chợ bao quát vạn vật, từ bán ra động thiên bảo vật đến bán ra chính mình, cái gì cần có đều có. Bất hủ tiên tử khống chế lục dương thân thể ngồi xuống, trầm xuống thời điểm vô ý thức dùng tay tại phía sau cái mông lũng một cái, sau đó mới ý thức tới lục dương không có mặt váy. Lục dương âm thầm nhã rảnh, nhiều mới mẻ a à, ta một nam mặc cái gì váy. Cái này lưu ly thanh hoa bình bán thế nào? Bất Hủ tiên tử coi trọng một cái bình hoa, trong bình hoa cắm một cái khô héo hoa, phân biệt không ra ra sao chủng loại, không biết chết đi bao lâu. 888 điểm cống hiến. Đắt như thế. Vị sư đệ này ngươi đừng hiển quý, cái này lưu ly thanh hoa bình thế nhưng là ta tại Hóa Thần Kỳ tu sĩ động thiên bên trong tìm được tốt bảo vật, ngươi xem một chút cái này tinh lương chế tác, nhìn xem cái này rắn chắc chất liệu, vật siêu chỗ giá trị a. Sư huynh cầm lấy lưu ly thanh hoa bình liền hướng trên mặt đất một ném, bình hoa thật một điểm lỗ hổng đều không có. Ngoại trừ rắn chắc điểm này, còn có khác ưu điểm sao, chẳng lẽ pháp bảo ưu điểm chính là rắn chắc? Sư huynh có chút xấu hổ, cái này bình hoa tại hắn trong tay thả thật lâu, vẫn luôn không có tìm được chân thực công dụng, đối ngoại tuyên truyền bán điểm chỉ có thể là rắn chắc. Một trăm điểm cống hiến, ta mua về làm cái bài trí. Sư đệ ngươi ép giá giết quá lợi hại đi. 700, không thể lại thấp. Bất Hủ tiên tử quay đầu bước đi. Đừng có gấp đi, 400, đây là giá thấp nhất. 200. Sư huynh cắn răng, cái này bình hoa bày ra đến thật lâu, một mực không ai mua, hôm nay thật vất vả có người muốn mua, không thể bỏ qua lần này cơ hội. Thành giao. Bất Hủ tiên tử hướng Lục Dương khoe khoang nói, nhìn thấy sao, đây chính là nhãn lực của ta. Lục Dương hiếu kỳ cái này bình hoa cất giấu bí mật gì sao?" Bất Hủ Tiên tử thần bí lắc đầu, bình hoa xác thực chỉ có cứng rắn cái này một cái đặc điểm, nhưng bí mật không tại bình hoa, mà là tại đóa này khô héo hoa. "Đóa hoa này bên trong cất giấu một thiên công pháp, ta phân tích cho ngươi xem." Bất Hủ Tiên tử đi vào phiên chợ nơi hẻo lánh, trong miệng nói lẩm bẩm, dường như một thiên cổ lão kinh văn, theo lang lãng kinh văn âm thanh truyền ra, khô héo hoa thế mà phục sinh, trở thành nụ hoa chớm nở trạng thái đóa hoa triệt địa nở rộ lúc từng đạo ký tự từ trong bức tranh bay ra. bất hủ tiên tử một bộ quả nhiên không ngoài sở liệu biểu lộ dụng tâm phiên dịch rất nhanh liền phiên dịch ra kết quả. đây là một thiên có thể tu luyện tới luyện hư kỳ công pháp gọi là lưu ly hóa cốt công công pháp chia làm ba cái giai đoạn bất hóa cốt kim cương xương cùng tu luyện tới đại thành lưu ly xương. đây là tàng thiên chỉ có bất hóa cốt giai đoạn cũng chính là từ luyện khí kỳ đến kim đan kỳ bộ phận. Nếu là có cơ hội tiến vào di tích, nói không chừng còn có thể tìm tới phần sau đoạn công pháp. Bất Hủ Tiên Tử Dương Dương đắc ý, luyện hư kỳ công pháp Tàng Thiên, cái này đặt ở thượng cổ thời đại, động một tí liền có thể để cỡ trung tiểu bộ lạc hủy diệt, không biết có bao nhiêu người đánh vỡ đầu nghĩ tu luyện. Lục Dương trầm mặt một cái, yên lặng lấy ra một đoạn lời nói, Bất Hủ Tiên Tử rất là kinh ngạc, đây chính là Lưu Ly Hóa Cốt công Tàng Thiên cuối cùng ta còn không có cho ngươi phiên dịch ngươi là thế nào biết đến ngươi có thể xem hiểu ký tự hàm nghĩa lục dương thở dài giải thích nói vấn đạo tông đã sớm từ trong di tích lấy được toàn thiên công pháp ta nghiên cứu công pháp thời điểm làm tham khảo đọc được qua bản này công pháp đại sư tỷ còn sửa đổi công pháp mấy chỗ lỗ thủng viết tiếp công pháp suy tính ra lưu ly xương về sau là bất diệt xương hiện tại lưu ly hóa cốt công có thể tu luyện tới hợp thể kỳ đỉnh phong Ngươi nếu là có hứng thú, ta có thể dẫn ngươi đi nhìn ngay tại Tàng Kinh Các tầng thứ nhất, không cần tiền, tùy tiện nhìn. Bất Hủ Tiên Tử chấm chấm. Các ngươi vấn đạo tông vì sao lại đem Trân Quý như vậy công pháp sẽ đặt tại Tàng Kinh Các tầng thứ nhất? Lục Dương cũng có vấn đề, hắn nghĩ biết rõ cái này 200 điểm cống hiến có thể lưu sao? Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.